Pinkfong. Hói bói, surprise nhé. Boom boom boom, chiki chiki boom 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 boom. Thế giới khủng long, yeah. Ô chào cô khủng long, hai chân quy cột, hai chân là mẹ con phải không cô hả? Vì cô có cánh tay ngắn này là mẹ con phải không cô? Mẹ ơi, cô có phải mẹ con không? Ồ, ở trong đây tối quá. Một bé khủng long con vừa ra khỏi trứng. Hả? Sao không tháo ra được? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ của mình đâu? Với một phần vỏ che trên đầu, chú khủng long nhỏ đi vào rừng tìm mẹ. Mình chưa bao giờ gặp mẹ trước đây, nhưng mình nghĩ tay của mẹ sẽ ngắn như mình, và mẹ cũng sẽ đi hai chân. À. Ôi trời, cô rất xin lỗi. Ồ, con không sao. Nhân tiện, cô có đi bằng hai chân không? Chà, thỉnh thoảng cô đi bốn chân, nhưng hầu hết thời gian cô đi hai chân. Ồ, thật sao? Con đi trên hai chân như này. Ồ, và chân trước của cô ngắn như tay con. Cô có phải mẹ con không? Không, cô là một Iguanodon. Con là khủng long gì vậy? Chúng ta xem mặt con thử đi. Hả? Iguanodon nhanh chóng nhận ra bé khủng long này là loài gì. Dù là khủng long con vẫn thật đáng sợ. Đi đi. À, khoan, xin cô cho con biết con là ai. Vậy nhìn mình đáng sợ. Vậy mình đoán mẹ mình cũng đáng sợ. Hả? Có lẽ mình nên lên đó để tìm mẹ. Ngọn núi đang di chuyển. Xin chào, cô là Stegosaurus. Con xuống khỏi lưng cô được không? Con xin lỗi. Bám vào dây trên lưng cô và cẩn thận leo xuống đi. Cảm ơn cô. Cô tốt bụng quá. Nhìn cô đáng sợ, nhưng thật ra cô là một khủng long tốt bụng. Nhìn cô đáng sợ sao? Con cũng bị nói là nhìn con đáng sợ. Vậy có thể nào cô là mẹ con không? Và con có một vây trên lưng giống cô lúc con lớn không? Không, con cô sinh ra đã có vây rồi. Con đoán con phải tiếp tục tìm mẹ rồi. Ơi, cô hy vọng con tìm được mẹ. Thằng bé nhìn quen quá. Mình thấy khuôn mặt đó ở đâu trước đây rồi. Ôi trời. Chào khủng long nhỏ. Wow, chú cao quá. Phải, cổ chú cũng dài nữa. Vậy chú có thấy mẹ con không? Mẹ con hả? Con là... Ôi con nhanh chạy đi. Hình như mẹ con đang tìm con, vậy nên mọi người đang chạy trốn. Thật sao? Nhưng mẹ con là ai? Mẹ con là khủng long đáng sợ và vĩ đại Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex? Phải, đó là mẹ con. Bà ấy đó. Hả? Mẹ ơi! Cuối cùng bé khủng long T-Rex đã tìm được mẹ. Răng sắc, chân khỏe và tai ngắn. Các bạn nghĩ sao? Họ có giống nhau không? Vua của khủng long Tyrannosaurus Rex. Khủng long ăn cỏ Iguanodon. Khủng long có vây Stegosaurus. Khủng long khổng lồ Diplodocus. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Pinkfong trên YouTube.